các khán giả của chuyên mục Ngon và Lành, với những ai yêu thích hương vị dừa chắc hẳn không thể bỏ qua món bánh dừa đúng không ạ? Và ngày hôm nay Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn là công thức để làm món bánh dừa nướng này nhé. À, một món bánh ăn rất là ngon và công thức để mà làm thì tôi nghĩ là nó cũng không quá khó đâu ạ. Và người sẽ cùng đồng hành với tôi ngày hôm nay đó là chị Nguyễn Thu. À, chị là chủ của thương hiệu thị trấn 4F. Xin chào chị Thu ạ. Chào chị Ngọc Đức ạ. À, cái món bánh dừa nướng này thì nó có nhiều công thức không ạ chị, và cái hình dáng cũng như là cái cách mình làm ấy thì nó có nhiều cái sự lựa chọn không ạ? À, nói đến bánh dừa nướng thì thường là mọi người hay nghĩ đến cái món bánh dừa nướng Quảng Nam hoặc là Đà Nẵng. Ở trong đấy mọi người ngoài ra thì còn có bánh dừa nướng Bến Tre. Mình cũng có nhiều công thức khác nhau. Tuy nhiên đến với chương trình ngày hôm nay thì xin được giới thiệu cho mọi người một công thức làm bánh dừa nướng đơn giản và dễ làm nhất để cho các bà nội trợ ở nhà có thể tự làm thành một cái món ăn vừa giàu dinh dưỡng lại là món ăn vặt giàu dinh dưỡng cho gia đình trong những ngày dịp lễ Tết này, có người có thể mời các khách đến thưởng thức và phù hợp trong các tịch trà đúng không ạ? Nói đến dừa thì mọi người thường nghĩ là đây là một cái nguyên liệu rất là thơm ngon này và sử dụng được trong rất là nhiều các món ăn. Cái dinh dưỡng và cũng như là cái công dụng của dừa mang lại thì nó có nhiều hơn như chúng ta vẫn thường nghĩ không ạ chị? Dừa giàu dinh dưỡng nhưng mà lượng calo ở trong dừa rất là thấp, cho nên đối phù hợp với những cái bạn nào đang trong giai đoạn là ăn low carb thì theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì 100 gram của dừa nó chỉ chứa xấp xỉ 348 kilocalo. Thì với lượng dinh dưỡng này các bạn ăn, các bạn có thể là trở thành món ăn vặt trong lúc mà các bạn cảm thấy đói, có thể ăn vặt và hạn chế được cái tình trạng ăn nhiều tinh bột làm cho tình trạng tăng cân không kiểm soát được. Ngoài các công dụng mình vừa nói ra thì dừa còn có tác dụng làm tăng cường trí nhớ, tốt cho tim mạch. Ngoài ra còn cung cấp lượng sắt rất là dồi dào cho cơ thể. Một lượng thông tin mà chị Thu cung cấp thì đúng là không phải ai cũng biết đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về nguyên liệu để làm món bánh dừa nhé, thì chị có thể giới thiệu ạ. Nguyên liệu chính đấy chính là dừa. Đây là dừa, dừa già các bạn nhé. Có dừa non thì cùi dừa rất là mỏng và nhiều nước để chúng ta uống nước. Ngoài ra đây là dừa già. Dừa già thì chúng ta sẽ lấy cùi dừa. Mình có thể sử dụng dừa như thế nào ngon không ạ? Kiểu bánh tẻ hay là như thế nào đấy không ạ chị? Mình có thể sử dụng một là dừa già, hai là dừa bánh tẻ thôi. Còn dừa non thì chúng ta phải làm mứt dừa hoặc là làm những món khác. Thì trong một chuyên mục khác chúng ta sẽ giới thiệu các món khác đối với dừa non. Tiếp đến ạ? Tiếp đến sẽ là trứng gà. Trứng gà thì các bạn có thể sử dụng là trứng gà ta hoặc là trứng gà công nghiệp. Thì nếu mà dùng trong công thức của tôi đưa ra thì sẽ là một quả trứng gà công nghiệp, nó nặng khoảng 45 gram. Đối với trứng gà ta thì trái nó nhỏ, quả trứng nó nhỏ hơn, các bạn có thể cân đối để phù hợp một hay hai quả trứng gà cho nó phù hợp. Các bạn, những các bạn khác có thể là dùng đường trắng và đường đã được xay mịn để dùng cho làm bánh. Và một chút muối, một chút vani tạo vị thơm. Ở đây là nó món bánh dừa nhưng mà tôi lại không thấy sử dụng bột. Thì công thức này rất là có vẻ đơn giản đúng không ạ? Dạ vâng. Chính vì mình đang thiết kế cái công thức dành cho các bạn ăn low carb, không sử dụng tinh bột, cho nên là mình mới tạo ra cái món mà không cần đến bột mì, là chúng ta cũng có thể làm được món bánh dừa. Tức là tuy nhiên thì cái công thức khác thì mình cũng sử dụng bột đúng không? Có một số công thức khác chúng ta vẫn dùng bột. Còn hôm nay thì mình giới thiệu là bánh dừa nhưng lại dùng cho những người ăn kiêng thì sẽ là không có bột. Và có lẽ là cái món ăn này tôi nghĩ là các chị em nội trợ rất là thích đấy ạ. Tại vì mọi người cũng đang muốn có những cái món ăn để ăn vặt này hay là ăn kiêng để giúp cho chị em giảm cân. Vâng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay làm món bánh dừa nướng này nhá. Trước khi bắt đầu thì chúng ta phải nạo dừa. Đây là dừa mà tôi đã nhờ tách vỏ, rồi chúng ta nạo. Một công thức bánh của chúng ta sử dụng ở đây sẽ là 140g dừa, 40g đường, một quả trứng gà công nghiệp, thì khi quy ra nó rơi vào khoảng độ gần 2 quả trứng gà, một chút muối và một chút vani. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nạo dừa. Mình sẽ có một cái dụng cụ nạo dừa như này để cho nó nhanh hơn. Với nửa quả dừa này chúng ta cắt ra làm đôi cho dễ nạo. Chúng ta bắt đầu nạo. Cái dừa này thì mình có cần phải nạo cho nó bé hẳn hay là cứ sợ sợ là được? Cái này nạo sợi dài nhé. Nếu mà cái công thức mà bánh mà mình không sử dụng bột ấy thì mình sẽ phải dùng dừa nhiều hơn à? Như thế nào để cho bánh của chúng ta nó ra thành phẩm? Cái công thức mà không dùng bột ấy là chúng ta sử dụng để
liên kết các sợi dừa với nhau, chúng ta dùng lòng trắng trứng thay cho bột. Sau khi chúng ta nạo xong, chúng ta bắt đầu cho chuẩn bị một cái khay có lót sẵn giấy nến, chúng ta chuẩn bị nướng. Mình sẽ giải ra đúng không ạ? Mình giải mỏng ra. Nhiệt độ để nướng, để sấy dừa thì chúng ta nướng với nhiệt độ được 100 độ C trong vòng 1 tiếng để cho nước ở trong dừa được bay hơi hết, làm cho dừa khô. Sau khi chúng ta nạo dừa xong, chúng ta bắt đầu sấy dừa. Nhiệt độ để sấy dừa đối với lò của tôi là 100 độ C. Thời gian sấy là khoảng 1 tiếng. Các bạn có thể căn chỉnh tùy theo lò của mình xem nhiệt độ bao nhiêu cho phù hợp. Ta bắt đầu sấy nhé. Sau lúc chúng ta đợi dừa sấy xong thì chúng ta chuẩn bị một số công đoạn tiếp theo. Để đợi dừa xong thì chúng ta có thể làm luôn được. Chúng ta sẽ bắt đầu đánh trứng. Vì đây là trứng gà rất là bé nên tôi sẽ dùng 2 quả trứng gà ta và chỉ lấy lòng trắng thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ trộn đường luôn hả chị? Chúng ta sẽ cân 40g. 40g đường, đường xay mịn rồi. Thì chúng ta bắt đầu đổ đường vào và đánh. Dùng một chiếc quấy lồng mà chúng ta bắt đầu đánh. Với cái này thì mình có cần phải sử dụng đánh máy không chị, hay chỉ đánh tay thôi? Với công thức này thì chỉ cần đánh cho tan đường, không cần phải đánh bông, nên cho các bạn hoàn toàn có thể dùng phới lồng, không cần phải dùng đánh máy. Và mình sẽ cho từ từ để cho cái hỗn hợp của chúng ta được đều. Mình cứ đánh từ từ thôi để tránh bị vón đường. Sau khi đường đã tan hết thì chúng ta bắt đầu cho muối, 2g muối. Và 2g vani. Sau khi mà các hỗn hợp chúng ta đã hòa quyện lại với nhau thì chúng ta bắt đầu cho dừa vào và trộn. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra xem là cái dừa nướng của chúng ta đã được chưa nhé. Sau khi sấy dừa 1 tiếng trong lò thì dừa bắt đầu đạt độ khô. Để làm bánh thì chúng ta bắt đầu cho dừa ra khỏi lò. Đây là dừa sau khi sấy xong. Chúng ta cho dừa ra bát và bắt đầu chúng ta trộn vào hỗn hợp chúng ta vừa chuẩn bị. Đây là dừa đã nướng xong. Cho vào bát nhé. Mình cho khoảng bao nhiêu dừa chị? Theo như công thức thì là 140g dừa cho một công thức. Đây là 140g dừa tôi đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta cho vào. Sau khi chúng ta cho dừa hết vào trong nguyên liệu, chúng ta bắt đầu trộn đều lên. Cho các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau. Và các sợi dừa được hỗn hợp của chúng ta bao trọn lại để các sợi dừa được liên kết với nhau. Các bạn lưu ý là dừa là phải sấy khô. Sấy khô thì dừa, bánh dừa của chúng ta mới không bị ỉu. Chúng ta bắt đầu nặn. Mỗi một viên này khoảng là 150g. Chúng ta chuẩn bị sẵn một cái khay có giấy nến. Rồi bắt đầu nặn thành từng viên một. Rồi em sắp xếp nặn cùng chị. Mình sẽ bóp mạnh là gì? Mình cứ bóp mạnh để tạo thành viên tròn. Công thức này rất là đơn giản. Chúng ta cũng không cần bất cứ một dụng cụ làm bếp nào nó cầu kỳ. Đúng rồi, rất là... Không cần máy móc hỗ trợ nào quá phức tạp. Nên là tất cả các bàn nội trợ ở nhà có lò vi sóng, có lò nướng là chúng ta có thể làm được. Với cái công thức này thì cái bột của chúng ta không có, nên là tôi cảm giác như là cái sự kết dính của nó thì không được bằng có bột. Chắc là mình phải bóp mạnh nó mới dính được đúng không ạ? Đúng rồi bạn. Cái này chỉ có sử dụng lòng trắng và đường là tạo sự kết dính với các sợi dừa với nhau. Cho nên để đảm bảo cho
bánh dừa của chúng ta được liên kết, chúng ta phải bóp mạnh lại và bên tròn. Và như vậy thì có lẽ là cái dừa của chúng ta cũng sẽ nhiều hơn với bánh mà có bột chị nhỉ? À vâng, dừa cũng sẽ nhiều hơn là bánh có bột. Rồi. Tỷ lệ nó cũng nhiều dừa hơn. Đây chúng ta đã nặn xong rồi ạ. Bây giờ thì sẽ nướng đúng không chị? Sau khi nặn bánh xong thì chúng ta bắt đầu cho vào lò nướng. Thời gian nướng thì sẽ như thế nào và có lâu không ạ? Trước khi nướng thì chúng ta phải bật lò sẵn khoảng độ 10 phút để cho nhiệt độ được đều. Chúng ta sẽ nướng trong vòng 30 phút, nhiệt độ khoảng 180 độ C. Sau khi nướng xong thì để đảm bảo cho bánh được giòn lâu, chúng ta để nhiệt độ sấy khoảng 100 độ C khoảng độ 5 phút nữa để bánh sẽ được giòn và lâu hơn. Rồi bây giờ chị Thu sẽ mang đi nướng nhé. Sau khi mà nướng xong 25 phút và sấy 5 phút trong lò, bánh nó bắt đầu đạt độ giòn và màu vàng đẹp. Chúng ta bắt đầu để bánh ra. Đây là bánh sau khi nướng xong. Cái dừa của chúng ta bề mặt nó đã rất là săn rồi đúng không ạ? Và màu có màu vàng đánh giá rất là đẹp. Vâng. Vậy bánh này thì mình sẽ thưởng thức ngay luôn được hay là mình cũng phải chờ để cho nó xuống dầu thì bánh nó mới ngon ạ? À, để bánh này chỉ cần nguội là chúng ta có thể thưởng thức được ngay rồi. Bây giờ thì ăn thì chắc là vẫn còn hơi ỉu, chúng ta nguội cho nó sẽ giòn hơn. Và để bảo quản bánh thì chúng ta buộc trong túi kín và có thể sử dụng bánh từ 3 đến 4 tháng. Với bánh này thì khi thưởng thức thì chúng ta thấy có hương vị như thế nào nổi lên ạ? Khi mà thưởng thức bánh dừa này, điều đặc biệt là mùi hương vị dừa rất là đậm đà và ăn cũng rất là dễ chịu. Cắn vào một miếng dừa là các bạn đã cảm nhận được cái hương vị dừa đầy đậm chất ở trên miệng lưỡi rồi. Tức là khi mình thưởng thức bánh này thì cái dừa của chúng ta nó sẽ giòn giòn đúng không ạ? À, dừa sẽ giòn giòn. Nhưng mà nếu mà để lâu như vậy thì khi mà thưởng thức thì cái bánh của chúng ta còn giòn không? Chính vì thế nên tôi phải yêu cầu là trước khi sau khi nướng xong là chúng ta phải sấy khoảng 5 đến 10 phút để đảm bảo bánh dừa được giòn. Ngoài ra khi các bạn lưu ý cách bảo quản luôn luôn phải buộc túi kín. Vì nếu mà để không khí vào và hoặc là để miệng túi hở là xong thời gian bánh cũng sẽ ỉu dần. Tức là khi mà mình thưởng thức đến đâu thì mình sẽ cho ra đến đấy đúng không ạ? Dạ vâng. Thì nó sẽ đảm bảo được là miếng dừa của chúng ta sẽ được ngon. Và với cái món ăn này thì tôi nghĩ là rất là phù hợp ở trong các buổi chiều này, tiệc trà chiều này, hay là khi mà bạn bè ngồi nhâm nhi chén trà nữa thì rất là phù hợp đúng không ạ? Và vâng, cảm ơn với cả chị Thu ngày hôm nay thì đã chia sẻ cho khán giả Ngon và Lành một cái công thức bánh dừa nhưng mà lại sử dụng cho những người ăn kiêng chứ không phải là bánh dừa có bột như mọi khi đúng không ạ? Vâng, một lần nữa thì rất là cảm ơn quý vị và các bạn, và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng ngắm lại hình ảnh của bánh dừa nướng này nhé.